Anh chị đang tìm một căn nhà với tầm tài chính hơn 1 tỷ tại trung tâm của thành phố Nha Trang thì xin mời anh chị cùng tham khảo căn nhà này nha. Ngôi nhà này nằm tại Phước Hải của thành phố Nha Trang, có diện tích là 28,7 m² và được thiết kế là một trệt hai lầu, bao gồm hai phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh đầy đủ công năng hết luôn. Với một cái diện tích nhỏ nhỏ xinh xinh vậy thôi nhưng mà nhà được xây dựng rất là kiên cố luôn nha, đổ mê chắc chắn hết luôn nha. Và đây là cái con hẻm trước khi vào ngôi nhà, hẻm này rộng tầm khoảng 2,5 m và chỉ có thể xe máy đi được thôi nha, xe hơi thì chúng ta phải để phía bên ngoài. Bây giờ em mở Google Map lên trước nhất để cho quý chị có thể hình dung được chính xác rõ hơn vị trí ngôi nhà nha. Đấy, ngôi nhà nằm ở cái chấm tròn định vị màu xanh em đang ở đó. Nằm tại Phước Hải của thành phố Nha Trang, trong trung tâm của thành phố Nha Trang luôn nha. Xung quanh thì rất là nhiều các cái tiện ích luôn. Từ vị trí ngôi nhà mà đi ra siêu thị Co.op Mắc Nha Trang ấy, chỉ khoảng độ 200 m thôi ạ. Đi khoảng độ 100 m là chúng ta đã ra được đường Tố Hữu rồi. Và từ vị trí ngôi nhà mà đi ra chợ Đồng Nai á thì tầm khoảng 100 m thôi nha quý chị. Phía sau lưng ngôi nhà chính là cái chung cư CT1, CT2 của VCN Phước Hải và cái khu vực gọi là trường tiểu học Phước Hải nha quý anh chị. Từ Phước Hải 1, Phước Hải 3 cũng ở khu vực này hết. Nói chung là trường học rồi siêu thị rồi các cái tiện ích xung quanh gọi là không thiếu cái gì luôn. Và bây giờ em mời anh chị cùng đi xem chi tiết bên trong ngôi nhà nha. Ngôi nhà này thì chủ nhà đang muốn gieo duyên lại cho người chủ mới với giá là 1 tỷ 650 triệu cho một ngôi nhà một trệt hai lầu, được thiết kế đầy đủ công năng hết luôn, với hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh, phòng khách, phòng bếp đầy đủ công năng hết luôn. Thì với một cái tầm tài chính như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ khó mà có thể kiếm được một ngôi nhà vừa đẹp mà vừa gọi là rộng rãi hay là khang trang rộng rãi mà đẹp gọi là mộng mơ được. Nhưng mà với ngôi nhà này thì về quý anh chị chỉ cần là gọi là sơn sửa lại một chút thôi thì chúng ta cũng đã có thể có một cái ngôi nhà gọi là khá là ưng ý rồi. Bởi vì với cái mức tài chính này mà ở trong trung tâm của thành phố thì thực rất là khó khó kiếm luôn ạ. Với một ngôi nhà gọi là xây dựng khá là kiên cố vững chắc luôn, đổ mê chắc chắn. Đó. Đây là phía bên trên và bên trên phòng ngủ nha. Nhà thì cũng được xây dựng gọi là một thời gian khá là lâu trước đó rồi nhưng mà cũng gọi là vẫn còn dùng tốt. Chúng ta thì về chỉ cần sơn sửa lại là nhìn đã khác rồi ạ. Đó. Nhà vệ sinh phía bên trong này, mỗi một tầng sẽ có một nhà vệ sinh và có một phòng ngủ nha. Tiếp theo em đi lên lầu trên cho quý anh chị nhìn chính xác rõ hơn. Thì với một cái diện tích chưa đến 30 m², chỉ có 28,7 m² thôi. Thì thiết kế như thế này là cũng gọi là khá là ok rồi. Nhà thì xây rất là cao để gọi là cho chúng ta có cảm giác là ngôi nhà nó không gian nó rộng hơn. Đó. Đây là bên trong mỗi phòng. Nếu mà quý anh chị thấy cái ngôi nhà này phù hợp với quý anh chị mà quý anh chị muốn đến xem trực tiếp thì hãy liên hệ với em Trang nha. Em sẽ kết nối quý anh chị gặp trực tiếp với chủ nhà để có thể đến xem và thương lượng giá cả. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết video của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo nha.